Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trong cái video này thì mình sẽ cùng tìm hiểu với nhau về nhà ở, kiến trúc nhà ở mà cho nó phù hợp với cái có cái ứng dụng phong thủy ở trong trong thiết kế kiến trúc nhà ở các bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái phần đầu tiên nhập đề, tức là mình sơ bộ về cái nhà ở chuẩn bị làm nhà đó các bạn ha. Thì chọn đất nè, rồi hướng nhà nè, hướng cửa nè. Sao cho nó hợp lý. Thì đầu tiên á là mình ở cái phần đầu tiên là mình chọn cái đất các bạn ha. Đất đó. Thì những cái địa hình cơ bản, địa hình nó lý tưởng. Cái này là cái lý tưởng thôi ha. Thì chọn được những cái địa hình này mà thì nó rất là tốt. Nếu không được giống như những cái nhà phố hiện nay đó thì là những cái vị trí mà mình không thể chọn được. Mình chỉ có đông tứ trạch hay là tây tứ trạch, thì mình thuộc là đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh, thì mình sẽ chọn đông tứ trạch hay là tây tứ trạch, tức là mình chọn về hướng tây hướng đông hay là tây nam tây bắc, đông nam đông bắc, đông hướng bắc hướng nam, hướng đông hướng tây. Đó là chọn sơ bộ thôi, còn tất cả là nó phải phụ thuộc vào cái lối vào, cái đường xá phía trước của cái nhà của mình đó. Còn đây là những cái địa hình nó cơ bản, nó lý tưởng ở trên mảnh đất rộng á, thì mình có thể mình chọn được những cái vị trí cho nó lý tưởng. Một số cái địa hình mà nó lý tưởng đó các bạn, thì cái đất mà nó có thể nó tụ khí được á, thì mình hình dung những cái vị trí này là những cái sơ bộ, những cái cơ bản để cho mình hình dung được, mình biết cái cách nó tụ khí như thế nào. Thì những cái video trước thì cũng có nói qua rồi các bạn ha. Ví dụ như cái địa hình thứ nhất này, được địa hình này thì quá tốt. Thì mình có cái địa hình như thế này á các bạn ha, thì khi cái khí nó đi vào á, thì nó tụ lại được. Địa hình này rất rất là lý tưởng ha, khi mà có khí, cái dòng khí đi vào này, địa hình này thì quá tốt rồi, dòng khí nó sẽ tụ lại được. Khí nó đi vào thì nó sẽ tụ lại được. Thì mình có cái phía sau này đó là Huyền Vũ các bạn ha, Hậu Huyền Vũ. Có cái địa hình phía sau là cao các bạn ha, cao hơn phía trước. Phía trước là Chu Tước, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Chu Tước thì là cái phần phía trước của cái minh đường của mình đó, thì cần phải đất rộng bằng phẳng để cho cái khí nó dẫn nhập vào được. Phía sau là Huyền Vũ, là cái địa thế phía sau nó cao hơn phía trước mà, có cái đồi núi chút xíu là rất là tốt. Bên trái thì là Thanh Long, tả Thanh Long, hữu thì Bạch Hổ. Thì cái địa hình này quá 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 tốt, quá lý tưởng rồi. Cái địa hình thứ hai là bao quanh cái hồ, là những cái địa hình giới thiệu ở đây là nó mang cái tính chất là nó lý tưởng và nó có thể tụ khí được. Khi dòng khí đi đến các bạn ha, thì nó sẽ đi vòng cái khu đất của mình, gặp cái hồ nước. Thì nguyên tắc là nó gặp phong gặp gió thì nó tán, mà gặp nước thì nó sẽ tụ lại, có thể tụ khí. Vị trí này cũng để làm nhà, cái xung quanh cái đất mà quanh hồ này cũng rất tốt. Cái thứ ba nữa là có cái núi bao vòng, núi núi bao vòng. Thì khi mà dòng khí nó đi đến, dòng khí nó đi đến thì gặp núi bao vòng thì nó sẽ tụ được khí. Tức là mình có cái câu đó, sơn hoàng thủy bảo thì tất hữu khí, tức là khí nó sẽ có, nó tụ lại được đó các bạn ha. Những cái địa hình này là những cái địa hình lý tưởng. Trên mảnh đất rộng á thì mình có thể mình chọn được cái vị trí như vậy. Tự nhiên có thì mình chọn, còn nếu không thì trên mảnh đất rộng mình cũng thấy tạo được cái địa hình như vậy. Thì cái cao thấp này, Huyền Vũ hay là Thanh Long Bạch Hổ hay là núi bao vòng đó, thì nó cao thấp bao nhiêu. Thí dụ như mình có một cái mảnh đất mà nó bằng phẳng đi, mình tạo cái địa hình của nó thì cao bao nhiêu là đủ. Chỉ cần cái gò đất thôi các bạn, người ta nói là cao một thốn cũng cũng là đã cao hơn rồi. Phía trước phía sau, tức là cái Huyền Vũ với lại cái Chu Tước đó, nó chỉ cần cao hơn một thốn, tức là một lóng tay của mình đó, là đã đủ tạo thành cái địa hình rồi. Mà để cho cảnh quan đồ nó đẹp này kia đó, thì mình có thể tạo cái sân vườn đó. Các bạn có thể làm cho nó
thành một cái đôi, một cái tiểu cảnh nhỏ, vậy là đã đủ rồi, đã là cao rồi, là có huyền vũ, có thanh long, có bạch hổ rồi ha. Rồi cái địa hình, cái địa thế thứ ba là cái đất mà nó nằm ở cặp cái bờ sông. Cái bờ sông thì những cái vị trí tốt trên cái bờ sông đó các bạn, vị trí tốt trên bờ sông đó, tả hữu đều có vị trí tốt hết. Tức là tốt như thế nào, là những cái vị trí mà nó đất mà nó ôm vòng, nhưng cái vị trí mà đất mà có cái dòng sông nó ôm vòng đó, thì nó mới tốt. Còn nó cong ngược lại thì không tốt, nó tán khí nha các bạn ha. Mình chỉ những vị trí ôm vòng thì mình mới có thể tụ khí được, tức là những vị trí như thế này, một ha, là vị trí này ha, nó ôm vòng này các bạn ha, đất đất bên bên bờ sông mà được cái dòng sông nó bao bao quanh, nó ôm lại thì có cái dòng chảy của nước, cái khí nó đi theo ha, có dòng nước hay là có dòng người đi, có luồng xe cộ, rồi khí nó sẽ đi theo và gặp những cái vị trí mà đất mà nó ôm vòng thế này thì nó có tụ khí được. Vị trí mà nó tụ khí, những cái vùng mà nó tụ khí được các bạn ha. Thì những cái vị trí này thì chọn được những cái vị trí này thì làm nhà cũng rất là tốt, rất là đẹp. Đó là cái thế đất đó. Thì nó cụ thể hơn chút xíu đó, các bạn ha, cụ thể hơn. Thể về cái thế đất các bạn ha. Ừ. Thì mình có thể là theo cái tiền chu tước hậu huyền vũ đó ha. Tả thanh long hữu bạch hổ đó, thì mình có là thanh long nè, bạch hổ nè, chu tước nè, huyền vũ, cái thứ nhất các bạn ha. Được cái địa thế này thì quá tốt. Hoặc nữa là cái quanh hồ, đất quanh hồ. Rồi cái núi, núi bao vòng, hoặc là bên đất bên 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 sông ha. Có đất mà nó có cái dòng sông, có dòng nước, nó ôm quanh các bạn ha. Thứ hai nữa là về về cái môi trường. Nó không có ô nhiễm các bạn ha, môi trường thì không khí nè, rồi môi trường đất, môi trường nước nó không bị ô nhiễm. Nước ở cái vị trí đất mà nước nó trong, nước nó trong, nó sạch, không khí nó trong lành, không khí thì nó trong lành, cây cối thì nó xanh tốt, chứng tỏ là cái đất đó là đất lành các bạn ha. Rồi môi trường, rồi cái thứ ba nữa là nó hợp với cái mệnh quái, hợp với là cái mệnh mệnh quái của gia chủ. Cái mệnh quái tức là mình lập cái bản đồ trạch quẻ hôm trước đó các bạn ha, đó, xem các cái hướng nó hợp lý. Thì nó hợp với mệnh quái của gia chủ, thì cái khí vào nhà nó gồm có thiên khí, địa khí cộng với cái mệnh quái của gia chủ nữa, thì nó là mình mới mới tạo được cái thiên địa nhân nó hợp nhất, cái khí đó các bạn ha. Thiên địa nhân nó phải hợp nhất thì nhà ở nó mới tốt. Thì đó là cái thế đất. Thì mình có thể tổng hợp cho thêm, tổng hợp thêm các bạn ha, tức là cái tiêu chí nè, cái tiêu chí mà để mình chọn đất á,
tiêu chí mình chọn được cái vị trí đất mà nó gọi là lý tưởng ha. Lý tưởng thì trước trước nó cao, trước là trước thấp, trước thì nó thấp bạn, sau cao. Tức là sao? Tức là nó có cái thấp là cái trước phía thấp là phía bên đường á, để cho nó rộng rãi, nó bằng phẳng thì khiến nó mới vào được. Phía sau cao thì có cái tựa lưng, cái thế tựa lưng á, cái huyền vũ phía sau á. Và thứ hai bên nó có cái đất ôm vòng nữa thì nó quá đẹp. Tức là khí nó vào nó sẽ tụ lại được. Đất cạnh sông hồ, chọn xong cái đất cạnh sông hồ mà nó có cái đất cái sông nó ôm vòng. Cái cạnh dòng sông thì cái sông nó âm vọng. Hoặc nữa là đất quanh hồ. Quanh hồ. Rồi cái thứ ba nữa là mình tránh có cây to, cây to hay là cột điện gì đó nó nằm trước nhà của mình luôn các bạn ha. Trước nhà. Tránh cái nữa là tránh cái gì? Tránh cái chùa, gần cái đình chùa miếu rồi đó. Đình chùa miếu mà cái tránh cái tránh mà cái kỵ nhất là cái tránh cái nhìn cái cửa mà nó nhìn thẳng vào cái cửa chùa, cái cửa miếu ha các bạn ha. Nhìn thẳng cửa, cái thế đất, cái hướng đất của mình nó nhìn thẳng vào cái cổng đình chùa miếu. Rồi tránh cái nữa là tránh cái máy máy đao, cái máy đao mà của cái nhà đối diện đó, hoặc là những cái góc nhọn mà từ cái nhà đối diện á, tránh góc nhọn, góc nhọn hay là máy đao từ cái nhà đối diện. Tránh cột điện trước nhà nè, tránh đình chùa miếu nè, mình giờ tránh nhìn thẳng vào vào cửa chùa cửa miếu ha, tránh góc nhọn máy đao nè ha, từ cái nhà đối diện, tránh đối diện với ngã ba đường nè, đối diện với lại ngã ba đường. Hoặc là ngõ cụt. Tránh cái nữa là hôm trước cũng có nói sơ qua đó bạn, tránh là cái đường tàu, cái đường tàu tàu hỏa đó các bạn, đường tàu hỏa nó trước trước nhà. Cái tàu hỏa nó chạy rất là nhanh, chạy rất là nhanh, nó không phải như cái dòng xe cộ, dòng người, dòng nước, nó chạy rất là nhanh, tạo thành cái vùng tạt khí ngay phía trước cửa nhà của mình thì nó nguy hiểm, nó không không tốt bạn ha. Thì có những cái tiêu chí chung chung thôi, vào cái mảnh đất cụ thể, mình có mảnh đất cụ thể thì mình phân tích nó mới rõ ràng hơn được cái tiêu chí mình chọn, chọn đất các bạn ha. Còn thí dụ như mà hiện nay mà nhà ở nhà phố, nhà 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 ở phố của mình đó các bạn ha, thì không thể chọn được, tại vì cái chiều ngang nó rất hẹp, chiều ngang nó khoảng chừng 4 mét 5 mét, nó rất là hẹp và nó phải phụ thuộc vào cái lối giao thông phía trước, cái con đường phía trước, chứ mình không thể xoay hướng để mà mình chọn cái hướng tốt được, không có thể lý tưởng như thế này được. Thì được những vị trí mà nó hợp hướng với mình, ví dụ như là mình đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh thì mình chọn nhà đất nó thuộc đông tứ trạch hay là tây tứ trạch. Thật sự cái đó cũng là cái thôi, cái chung của cái phong thủy nó quy định như vậy. Nhưng mà ở bản thân tôi làm nghề, tức là tôi là kiến trúc sư, tôi làm nghề thì nên vẫn nên chọn những cái hướng nhà mà hướng đông đông nam là nó tốt nhất các bạn ha. Rồi cái hướng cửa hướng này kia đó, nếu nó không hợp với cái mệnh quái của gia chủ thì mình chọn theo cái vòng 24 sân hướng đó. Mỗi mỗi quái mỗi mỗi cái cung nó đều có ba cái cung nhỏ của cái vòng 24 sân hướng đó, thì mình sẽ, hoặc là cái vòng sau phúc đức đó,
cái vòng sau Phúc Đức đó các bạn ha, mỗi cung nó có ba cái vòng, ba cái cung nhỏ 15 độ đó. Ừ, thì mình chọn theo cái hướng cửa tốt theo theo cái vòng sau Phúc Đức đó các bạn ha. Hiện tại ở Việt Nam mình đó là cái gió đông đông nam đó, cái gió đông nam là nó tốt nhất các bạn ha. Gió mát, gió mát vào mùa hè, nó không có giật mạnh, nó mát mẻ mà nó không buốt, không lạnh mà không nóng. Đa số là cái địa hình ở Việt Nam nó hợp với cái hướng gió đông nam từ biển vào. Cho nên là cái mình có thể nói là nó hợp với tất cả cái tiêu chí của cái nhà truyền thống của mình đó các bạn. Lấy dịp vợ Hiền Hòa là nhà hướng nam, của mình là tốt nhất là hướng đông nam. Đó là hướng nhà. Sang cái hướng mình nói chung, mình nói sơ thêm một chút để mình quy định luôn cái hướng nhà, cái hướng nhà mà trên cái cách gọi, cái khái niệm cách gọi của mình ở trong phong thủy đó các bạn ha. Mình quy định luôn cái hướng nhà đi. Hướng nhà là cái hướng mà trong của nhà thôi. Cái hướng mà cái nhà nó nhìn ra ngoài, tức là cái phía phía ngoài cửa chính, cái hướng hướng mặt tiền phía ngoài của mình đó các bạn ha, là cái hướng hướng trong của nhà nè. Hướng trong là phía trước của nhà đó, ở cái phần mặt trước của nhà. Thì cái hướng nhà này á, mình không có gọi theo 24 sơn hướng nha các bạn, không gọi theo 24 sơn hướng. Không có gọi theo 24 sơn hướng. Chỉ hướng cửa thôi. Mà mình sẽ gọi nó theo là gọi theo các cái quẻ. Gọi theo các cái cung quái của cái hậu thiên bát quái đó, trong các cái quẻ của hậu thiên bát quái đó. Gọi theo cái hậu thiên bát quái các bạn ha. Tức là cái gì? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoàn, hoặc là mình gọi theo hướng hướng của cái mệnh quái đó, của cái quẻ đó. Ví dụ như mình gọi là nhà phương. Ví dụ nè, nhà phương gì, phương khảm, hoặc là hướng khảm cũng được, hay là hướng phương hay hướng đều được ha, hướng càng, ví dụ vậy, hướng ly, bạn hát phương hoặc là gọi theo cái gì, hoặc là gọi theo là hướng bắc nè, hướng bắc là thuộc khảm đó các bạn ha, ly là thuộc nam nè. Hướng bắc là hướng nam nè, nhà hướng nam, hướng đông, hướng tây, đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam, đó là cái hướng nhà các bạn ha. Gọi theo cái phương của cái cung quái của hậu thiên bát quái, hoặc là cái hướng đông tây nam bắc thôi, nam. Hướng bắc là khảm nè các bạn, nam là ly nè, đông là chấn đoài tây. Còn đông đông bắc càng khảm cấn các bạn ha, cấn. Đông bắc nè càng khảm cấn nè, đông nam là càng khảm cấn chấn tốn nè, tốn là đông nam. Ly nè, khôn là tây nam, khôn càng là tây bắc. Cái hướng nhà các bạn ha. Còn bây giờ cái hướng hướng của cửa, hướng cửa thì mình gọi thế nào? Hướng nhà rồi hướng cửa, tức là cái hướng cửa là mình quy định nó như thế nào nè. Đó, mình quy định nó là cái hướng mà đi từ cái là cái hướng nè, đi từ cái tâm nhà các bạn ha, đi từ tâm nhà nha. Mình phải xác định được cái tâm nhà ha, đi từ tâm nhà nè, qua cái phần qua chính giữa giữa của cửa, qua phần giữa của cửa chính đó các bạn ha.
Đó là cái phương của cửa nha. Đi từ tâm nhà qua, qua cái chính giữa của cái cửa chính của mình đó. Thì cái hướng gọi cụ thể là nó gọi theo cái vòng 24 sân hướng ha. Gọi cửa làm gọi theo 24 sân hướng. Thì mình gọi gọi cái phương cửa là gọi theo gọi theo 24 sơn hướng các bạn ha. Đúng. Ví dụ như là ngọ sơn hướng tý. Ngọ sơn hướng tý tức là ngọ sơn tức là nó tựa vào cái phần ngọ đó các bạn ha, sơn là tựa lưng vào đó ha. Còn tý hướng là hướng về tý, tức là tý ngọ là đối 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 diện với nhau. Trên cái vòng 24 sơn hướng đó ha. Ví dụ như mão mão dậu. Tí mão dậu thì ví dụ như ngọ mão ngọ và dậu hướng các bạn ha. Nó đối diện với nhau. Tức là cái hướng cửa là mình sẽ gọi theo cái 24 sơn hướng này. Ví dụ như là ngọ ngọ sơn mà hướng hướng tí hướng cửa các bạn. Hoặc là càn sơn tốn hướng, càn với tốn hai hai cái hướng tứ duy đó nó đối đối diện với nhau. Mình có thể sơ bộ một chút xíu rồi cái vẽ cái đồ hình ra, vẽ cái sơ đồ ra để mình dễ hình dung. Ví dụ như là mình có cái nhà như thế này. Ví dụ như cái khu đất này. Phía trước là mình có cái giao thông, cái đường đi. Bạn xem thử. Đường giao thông này. Có cái khu đất như thế này thì mình mới cất cái nhà ở trên cái khu đất này. Đồng thời nhà này mình có cái hướng này là hướng cửa chính vào nhà các bạn ha. Hướng cửa vào nhà. Mình xác định hướng nhà, hướng cửa là mình xác định như thế nào? Hướng nhà nè, ví dụ như là hướng hướng bắc của mình là hướng này ha. Cho nó đơn giản nhất là theo trực trực diện thôi. Hướng bắc của mình theo hướng này thì cái hướng nhà của mình là các bạn ha, các bạn sẽ xác định được cái tâm nhà thì hình chữ nhật này thì nó rất là đơn giản rồi ha. Tâm nhà vị trí này ha. Thì bây giờ hướng nhà tức là cái hướng trong của nhà thôi, cái nhà phía cái này phía sau trong về phía trước thì theo cái trục này, theo cái trục trong của cái nhà này. Hướng nhà đó, hướng nhà thì nó đơn giản như vậy thôi. Hướng nhà thì nó đơn giản như vậy thôi, nó đi là cái phương mà trong của cái nhà thôi. Mình gọi là nhà này là nhà hướng hướng gì các bạn, phía bắc là hướng lên trên nè, vậy là nhà hướng này là nhà hướng hướng nam. Nhà hướng nam. Hoặc là mình gọi nó theo là cái nhà này là phương của nhà gọi là nhà phương phía nam này là phương ly các bạn ha. Phương ly hoặc là hướng ly đó, bắc là khảm, nam là ly. Nhà hướng nam hoặc là nhà hướng hướng ly ha. Đây là cái hướng nhà. Còn cái hướng cửa của nhà này ở đâu các bạn, mình kể là từ tâm nhà, cái hướng cửa là từ tâm nhà qua qua điểm chính giữa của cửa, qua điểm chính giữa của cửa thôi. Là cái này là hướng hướng cửa luôn. Đó, hướng cửa. Vậy thì cái nhà này là có cái hướng nhà trùng với lại hướng hướng cửa các bạn ha. Mình sang một cái đồ hình thứ hai của mình xem thử. Thôi cùng cũng lấy y chang cái nhà này đi.
cũng lấy y chang cái nhà này luôn. Nhưng mà mình dời cái vị trí cửa, mình xem cái hướng cửa nó như thế nào. Mục đích là mình xác định được cái hướng nhà với lại hướng cửa. Rồi, cũng cái nhà này luôn. Cũng cái nhà này luôn. Nhưng mà bây giờ mình dời cái vị trí cửa qua bên hướng này. Đó. Tâm nhà. Vậy thì cái nhà này vẫn là nhà, cái hướng nhà của mình là hướng này. Hướng nhà. Thì mình có gọi là, thể gọi là nhà hướng hướng ly ha, hoặc là nhà hướng hướng nam. Còn hướng cửa, hướng cửa là hướng này, từ cái tâm nhà kẻ một cái đường qua điểm chính giữa của cửa các bạn ha. Lúc này cái hướng cửa là hướng này. Muốn biết hướng cửa hướng này là hướng gì thì mình phải áp lên cái sơ đồ trạch vẽ, hoặc là cái áp như cái vòng 24 sơn hướng đó các bạn ha, thì biết nó là cái ngọ ngọ ở tại vị trí nào, cung nào, và không, sơn tại vị trí cung nào và hướng tại vị trí cung nào ha. Mình gọi là sơn hướng ha. Sơn là phía sau, hướng là phía trước. À, vị trí nhà, vị trí cửa mình xác định sơ bộ vậy các bạn ha. Thì tùy theo cái vị trí của cái cửa hay là cái đặt lệch hay là đặt chính, thì mình có cái hướng nhà nó trùng với hướng cửa, hay là cái hướng hướng nhà nó khác hướng cửa. Cái này thì hướng hướng nhà nè, nó trùng với hướng cửa luôn ha. Bên này. Còn bên này là hướng nhà. Nó khác với cái hướng cửa. Thì mình mới xét, phân tích á, phân tích vấn đề thì mình mới thấy là cái cửa nó mới là cái nơi mà hàng ngày nó đưa cái khí vào nhà đó các bạn ha. Nó đưa khí vào nhà. Là cái vị trí quan trọng ha. Người đi thì nó khí đi theo, tức là hàng ngày mình đi ra đi vô cửa, và mình mở cửa, chỉ cần mình mở cửa là có trường khí nó đi vào rồi. Bởi vì cái hướng cửa, cái hướng cửa thực chất á, cái hướng cửa thực chất nó mới là chính yếu ha. Cửa thực chất là nó rất là quan trọng. Nó quan trọng và kiểu như là nó mang tính chất là chính yếu các bạn ha. Chú ý cái hướng cửa. Tuy nhiên là cái hướng nhà, cái hướng nhà thì nó lại quy định cái hướng cửa, tức là bạn có cái phương của cái nhà nè, phương của cái nhà, cái hướng của cái nhà trong phía trước, thì không không thể đi đi vòng ra phía sau mới mở cái cửa chính được. Cái hướng cửa nó sẽ nằm ở đâu, ở trên cái phía gần cái phía hướng chính của cái nhà. Cái hướng nhà nó lại quy định cái hướng cửa, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hướng cửa. Nhưng mà hướng cửa mới là hướng chính, hướng cửa mới là hướng chính, tại vì hướng cửa là nó đưa đưa cái trường khí đi vào trong nhà của mình. Sinh khí nó vào nhà, nó không chỉ qua cửa chính mà nó còn qua các cái cửa phụ nữa. Bởi vậy khi mà một số cái trường hợp là mình có thể dùng cái cửa phụ để mình hỗ trợ thêm cho cái trường khí trong nhà nó thông thoáng, nó luân chuyển, nó theo một cái đường hữu tình đó các bạn ha, cho nó đè nó không bị tích khí và này kia đó. Cái cửa phụ mình sẽ chọn một số cái cửa phụ để cho nó hỗ trợ thêm dẫn khí vào nhà cho cái cửa chính mà kể cả cửa phụ, cửa đi phụ đó, và cửa cửa sổ cũng vậy ha.
Tóm lại đó là đầu tiên là mình phải chọn được cái thế đất này, cái hướng nhà tốt này, sau đó mình mới quyết định được cái hướng cửa. Hướng cửa thì theo 24 sinh hướng, còn hướng nhà thì mình gọi nó theo là các cái phương đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, hoặc là gọi theo cái phương là của các cái cung quái của hậu thiên bắc quái đó, tức là cái nhà phương càn, nhà hướng khảm, hướng ly, hướng chấn, khôn đoài, ví dụ như vậy. Còn cái hướng hướng cửa thì mình gọi nó theo 24 sân hướng, ví dụ như là ngọ sơn mà tiến hướng, hoặc là càn sơn mà tốn hướng, tức là hai cái sơn hướng mà nó đối diện nhau trên cái vòng 24 sơn hướng đó. Rồi ví dụ như một một cái ví dụ như là vẽ sơ bộ ra đây thôi, tức là cái nhà mà nó có ba cái cửa rồi sao, các bạn xác định cái phương cửa như thế nào các bạn ha. Phần cửa chính này rồi ha, rồi có hai cái cửa phụ hai bên, thường là cái nhà ba gian năm gian, cái nhà truyền thống của mình ngày xưa thì nó đối xứng với nhau các bạn ha, nó đối xứng với nhau qua cái trục giữa. Thì cái này nè, cái cửa chính là cái tâm nhà, mình xác định được cái tâm nhà. Thì cái này là phương nhà, cũng là cái phương cửa luôn, phương cửa chính này các bạn ha. Còn hai cái cửa phụ, hai cửa phụ là mình xác định nó qua hai cái vị, từ tâm nhà qua cái vị trí của điểm chính giữa của cửa. Và khi mà hai cái cửa phụ hai bên, tức là cái luồng đi các bạn ha, cái luồng đi nè, cái luồng đi vào nè, cái luồng đi vào nè, thì vô tình là nó sẽ tạo một cái vùng ở đây nè các bạn ha, cái vùng trực diện ở đây, tức là mình cũng đi vào cửa chính luôn nè, thì hai cái này kể như là nó đối xứng với nhau và nó tạo thành một cái vùng đệm phía trước, là cũng là cái hướng cửa các bạn ha. Thì cái hướng này nó mang tính chất là nó đối diện, nó đi thẳng ra phía trước như thế này. Thì cái lúc này cái hướng cửa và cái hướng nhà nó vẫn là trùng nhau các bạn nha. Một số cái cách mình xác định, mình biết cái phương hướng của cái cửa tức là cái vùng này nè, cái vùng mà có hai có nhiều cửa này, thì mình xác định được cái vùng phía trước đó, ví dụ như chỉ có hai cửa này thôi, hai cửa này thôi các bạn ha, chỉ có hai cửa hai bên này thôi, thì cái vùng nó lại nằm lệch qua phía bên này, thì cái hướng cửa mình kể từ tâm nhà đi đi qua hướng này. Nhưng mà ba cái thì nó đối đối xứng với nhau, ba cái thì đối xứng với nhau, thì cái vùng mình đi phía bên này đi vào, phía bên này đi vào, thì nó sẽ tạo thành một cái vùng trực diện phía phía chính giữa nhà. Còn chỉ có hai cửa nó lệch bên thì kể như là cái hướng cửa nó vẫn lệch qua một bên so với cái vị trí của hướng nhà. Sơ bộ về cái hướng mình hướng nhà mà mình chọn hướng nhà mà hướng cửa, xác định cái hướng nhà hướng cửa, khi mà mình đã có được cái sơ đồ, cái mặt bằng gần như là nó rõ ràng rồi các bạn ha. Đồng thời trước đó là mình chọn cái thế đất, chọn cái đất, cái hướng nhà hướng cửa. Rồi thêm mình sẽ nói thêm một chút nữa về cái hướng nhà, nó cụ thể hơn một chút xíu nữa. Nó theo cái thế đất, cái chọn cái hướng nhà các bạn ha, xác định cái hướng nhà. Cái hướng nhà lúc nãy là mình chỉ khái niệm thôi ha. Xác định cái hướng nhà. Tức là về nguyên tắc để mình xác định cái hướng nhà là. Thì dựa vào cái địa thế đất nè. Dựa vào cái địa thế đất. Rồi cái hướng gió. Hướng gió chủ đạo ở ở Việt Nam của mình đó là hướng nam nè,
hoặc là hướng đông nam tốt nhất. Rồi cái nữa là cái hướng nắng của mặt trời, cái cường độ bức xạ của mặt trời đó, cường độ bức xạ mặt trời, cái luôn luôn phải phù hợp với cái mệnh quái của gia chủ, tức là đông đông hay là tây tứ tứ mệnh, đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh, nguyên tắc chung mình chọn cái hướng như vậy. Dù là có là tây tứ mệnh, các bạn hợp hợp nhất ở cái hướng tây, nhưng mà cái lời khuyên thì tôi vẫn dành cho cái hướng đông nam và cái hướng nam. Sau đó mình sẽ sửa lại cái vị trí, chọn cái hướng cửa hướng này trên cái đó. Không phải áp dụng cái phong thủy các bạn ha, không phải áp dụng nó một cách mà máy móc, không phải áp dụng một cách là nó hơi duy tâm chút xíu, mà mình phải chọn nó cho nó hợp hợp lý. Mình phải 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 điều hòa cân bằng được hai hai cái vấn đề, là cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn thiết kế là để của xây dựng Việt Nam đó, thì nó đã phù hợp, nó đã tiện lợi, đồng thời là nó đã hợp lý ở trong cái sử dụng, nó thuận tiện ở trong sử dụng, rồi nó an toàn, nó đảm bảo an toàn nữa. Là cái mình áp dụng cái phong thủy ở cái mức độ là mình phải cân bằng được giữa cái phong thủy, yếu tố phong thủy với lại cái yếu tố của cái kỹ thuật xây dựng các bạn ha. Thì để cụ thể thì mình xác định, mình xét một cái địa hình nó lý tưởng đó. Theo dân gian đó các bạn ha. Nhà hậu là Huyền Vũ này, lúc nào mình cũng cũng nhớ tới cái này. Tiền là Chu Tước này. Thanh Long, Bạch Hổ. Đó thì lý tưởng hơn xíu nữa là có cái dòng sông, mà cái địa hình này nó đã tụ khí rồi, cái dòng sông nó ôm phòng phía trước cái này nữa là quá quá là đẹp. Qua khỏi khu đất sát, tức là cái hướng nước vào nè, cái hướng nước ra nè, mà là cái dòng sông mà nó ôm vòng qua cái khu đất như thế này nữa thì quá quá là đẹp. Cái thế đất thế này nó đã tụ khí rồi, nó đã dễ dàng nó tụ khí rồi. Đồng thời mình có cái dòng sông nó ôm vòng thế này nữa, thì nó lại tăng thêm cái phần tụ khí cho cái mảnh đất này nữa. Thì người ta xác định được cái vị trí của cái tâm đất để mà mình xây dựng công trình đó, xây dựng cái nhà ở của mình đó. Người ta nói là lấy cái đường tiếp tuyến của cái đường này, cái đường nước vào này các bạn ha, đường nước vào vào cái khu đất của mình này, vào cái khuôn viên, cái vị trí khu đất này, bắt đầu từ điểm này và ra khỏi khu đất là từ vị trí điểm này, thì mình gọi cái này là thủy thủy đầu. Còn cái hướng ra của khu đất là thủy thủy khẩu, cái hướng nước chảy ra khỏi khu đất đó là thủy khẩu nha. Thủy đầu và thủy khẩu, thì người ta lấy hai cái đường tiếp tuyến giữa thủy đầu và thủy khẩu này xác định cái tâm đất. Tiếp tuyến theo cái vị trí mà nước vào với nước ra đó, thì mình xác định được một cái điểm giao này nè, thì cái điểm này nó tụ khí nhiều nhất nè, cho nên gọi là cái vị trí mà tâm đất, huyệt đất. Thì nó sẽ tạo thành một cái hướng chính của cái thế đó, của công trình của mình đó, vị trí công trình của mình đó. Theo cái trục này, cái hướng nhìn của nó các bạn ha. Thì mình có thể là xây dựng cái nhà của mình phía trên này, vị trí nhà.
xác định vị trí của xây dựng công trình đó, vị trí này là rất là đẹp. Đồng thời nếu mà nó còn cho phép mình gia giảm lại thêm một chút xíu nữa, tức là có thể tịnh tiến cái trục mà cái tâm nhà này trên cái đường thủy, trên cái đường tiếp tuyến của cái phương thủy khẩu này các bạn ha, có thể dời tâm nhà theo song song theo 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 cái vị trí này, những cái vị trí này có thể dời tâm nhà mình có thể tịnh tiến thành những cái vị trí mà trên cái đường tiếp tuyến với cái thủy khẩu này. Đó thì mình xác định được cái hướng nhà của mình đó. Mình xác định được cái dòng chảy, xác định cái dòng chảy của chuyển động của giao thông. Nếu mà được từ trái sang phải thế này thì quá tốt rồi, từ trái sang phải thế này, nếu mà ngược lại thì nó cũng không sao, nó vẫn đẹp các bạn ha. Thí dụ như mà nó ngược lại, cái dòng chảy mà nó đi ngược lại các bạn ha, thì cái phía bên này nó là thủy đầu, còn phía bên này ngược lại là thủy khẩu. Tức là lúc đó mình sẽ xác định cái tâm nhà, nó nếu mà nó có cần có vị trí giờ cái tâm nhà thì mình sẽ tịnh tiến theo cái phương bên này. Xong rồi mình mới đặt trạch quẻ của chủ nhà lên cái tâm đất mà nó trùng, nó hợp với cái hướng bắc của mình. Rồi cái đường chỉ hướng nhà có thể dịch chuyển theo cái đường tiếp tuyến với lại thủy khẩu này. Nhưng mà thường cái này là cái địa hình nó lý tưởng thôi, địa hình nó lý tưởng thôi các bạn, thường rất là khó chọn một cái mệnh quái mà nó hợp tất cả với khu đất. Chưa kể là hiện nay ở trong cái đất ở trong nhà phố, ở trong thành phố của mình đó, đất nhà phố đó, nó phải phụ thuộc vào cái đường xá phía trước nhà, cái giao thông phía trước nhà. Mình không thể chọn một cái vị trí lý tưởng, rất là khó để chọn một cái vị trí lý tưởng. Đồng thời nữa thì cái mặt tiền của cái nhà hiện nay nó chỉ từ 3m, 4m, 5m thôi. Thì nó rất là khó chọn được cái phương của cái cửa chính mà nó hợp với mệnh quái. Lúc đó thì mình chỉ cần dùng cái vòng sao phúc đức đó, thì mỗi cái trạch quái nó chia làm 3 cung nữa đó các bạn ha. Thì trên 3 cung nó chắc chắn là có cái cung tốt, thì mình chọn cái hướng nhà. Nếu mà không được cái du niên tốt, không được cái bát biến du niên tốt theo cái hướng nhà, thì cái hướng cửa, cái hướng nhà phía trước đó mình chọn theo cái vòng sao phúc đức mà ở vào cái cung tốt của cái vòng sao phúc đức. Đó thì sơ bộ là cái hướng đất, hướng nhà, chọn đất rồi hướng nhà, hướng cửa. Đây là chỉ là những cái khái niệm thôi các bạn ha. Khái niệm để mình biết là cái hướng nhà với là cái hướng cửa là nó như thế nào. Rồi cái vị trí mà đất mà nó hợp lý tưởng, nó lý tưởng nhất là như thế nào. Cái tụ khí trên cái mảnh đất mà mình chọn để mình chuẩn bị xây nhà nó như thế nào. Thì mình sẽ đây là những cái sơ bộ đó để mình chọn, để mình quyết định mình đặt cái vị trí của cái nhà của mình ở phương vị nào cho nó tốt nhất. Đi vào những cái phần sau, những video sau nữa thì mình sẽ cụ thể hóa nó hơn vào cái mặt bằng của từng cái ngôi nhà, rồi mình chọn cái hướng cổng, hướng cửa theo cái đặt lên cái trạch quái của mình, cái trạch quẻ của mình nó như thế nào đó, thì sẽ hẹn gặp các bạn ở những cái video sau nữa. Cảm ơn các bạn nhé.